Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Chúng ta tập ngồi thiền, nhưng mà chúng ta cũng nên tập ngồi chơi. Có thể ngồi ở gốc cây bờ sông, ngồi trước bàn trà, hay là ngồi trong văn phòng nhìn ra cửa sổ, nhưng mà tốt nhất là ra ngoài trời ngồi chơi. Và khi mình ngồi chơi thì mình ít có cố gắng, ít có ép uổng, để mọi thứ nó tự nhiên, giống như mình ngồi chơi với trẻ con vậy. Có nhiều người lớn chưa biết cách ngồi chơi với trẻ con, chơi với trẻ con mà rầy la sùm, biểu nó phải làm cái này làm cái kia, cái đó gọi là ngồi ép chứ không phải là ngồi chơi. Ngồi chơi thì cứ để cho trẻ con chơi và mình để tâm quan sát thôi. Có những lúc đứa bé nó quậy phá quá, hay là nó nghịch ngợm, nó làm có thể làm đổ bể hư hao cái gì đó thì mình mới ngăn lại. Còn nếu đứa bé nó đùa giỡn một cách rất là bình thường, nó hơi hăng một chút xíu thôi, thì mình đừng có cản. Mình tập bớt nhúng mũi, bớt nhúng tay vào các đối tượng, ngồi chơi, quan sát tất cả mọi thứ đang diễn ra mà không có tham dự vào, không có ép uổng, không có đàn áp, không có bắt nó muốn xảy ra theo ý của mình. Mình hoàn toàn có khả năng đó. Nhưng mà từ trước tới giờ mình chỉ mài dũa kỹ năng là ép uổng, điều khiển, áp đặt. Cho nên quý vị thấy là trong khi mình thở đó, thở không có tự nhiên được, thở rất là hổn hển, rất là căng, rất là không thoải mái. Tại vì cái tính của mình là đụng vào cái gì là mình điều khiển cái đó theo cái ý của mình. Thì học thiền là học trở về với cái tính tự nhiên của con người. Tự nhiên nhưng mà có tỉnh thức, có chánh niệm, có biết, có quan sát. Chứ không phải là mình thả trôi một cách tự nhiên theo bản năng. Và trước giờ mình chỉ cố gắng trở thành người tốt, ép mình trở thành người tốt, muốn trở thành thánh, ép mình trở thành thánh. Nhưng mà mình chưa bao giờ học cách thực tập để quan sát con người thật của mình. Dĩ nhiên là chúng ta muốn mỗi ngày một tốt hơn, đi về chân thiện mỹ, đi về cái hướng giải thoát, trở thành các bậc thánh. Nhưng mà chúng ta hiện tại chưa phải là thánh, chúng ta trên con đường đi về thôi. Cho nên thay vì cố gắng tưởng tượng mình là thánh, cố gắng ép uổng mình là thánh, cố gắng áp đặt mình trở thành người tốt toàn vẹn, thì hãy ghi nhận một cách trung thực, thẳng thắn là mình đang trên đường đi về hướng đó thôi. Chỉ cần như vậy thôi là quý vị đã có một cái chất liệu rất là quan trọng trên con đường thiền tập để đạt tới trí tuệ hay là vượt thoát phiền não. Muốn thành thánh hay không là phải có một cái yếu tố cơ bản đầu tiên, đó là ghi nhận một cách trung thực những gì đang xảy ra bên trong con người của mình. Và mình phải tập trở lại cái bản tính trẻ thơ ngày nào, đó là tập ngồi chơi mà không có nhận xét, không đánh giá, không kết luận, không có dán nhãn hiệu. Có thể chúng ta đang ở trong một cái tình trạng tâm lý thương tổn sâu nặng, cho nên cái phản ứng tự vệ chúng ta rất là mạnh, rất là dữ dội. Và vì vậy khi chúng ta tiếp xúc với đối tượng nào, chúng ta đều nhận xét, đều đánh giá. Nhất là mỗi khi vào các trang mạng xã hội, rất là khó để kiềm chế những cái lời nhận xét, mà thường là những nhận xét tiêu cực, thường là ném đá, chứ ít khi nào chúng ta có những cái lời nhận xét tích cực xây dựng cho nhau. Và cái phản ứng đó cho thấy là chúng ta đang rất là yếu, đang rất là sợ hãi,
Vì sợ hãi cho nên mới tự vệ, vì sợ hãi cho nên mới tưởng tượng quá mức, chứ thật ra đối phương chẳng làm gì chúng ta cả. Hoàn cảnh chẳng có gì gọi là bất ngặt hay là khủng khiếp cả, nhưng mà vì chúng ta đang bị bao trùm một nỗi sợ hãi, cho nên chúng ta nhìn vào đối tượng nào thấy cũng có vấn đề. Vì thấy họ có vấn đề cho nên chúng ta phải phòng ngự, chúng ta phải nhận xét trước, cho họ là kẻ xấu, cho họ là kẻ có vấn đề, để chúng ta tránh xa họ ra, để những người xung quanh tránh xa họ ra. Vậy thì chúng ta còn một đức tính khác, đó là ngồi chơi với mọi thứ nó đang diễn ra. Và bài tập dễ nhất là chơi với bé thơ, chơi với trẻ con. Trẻ con sẽ cho chúng ta rất nhiều chất liệu của sự hồn nhiên, và nó nhắc cho chúng ta nhớ là trong chúng ta vẫn còn một em bé. Em bé đó có thể nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt trong trẻo. Ngồi chơi trong thảnh thơi, tiếp xúc với mây trời, buông cái tôi bé nhỏ, thấy mình hiện muôn nơi. Tôi có làm bài thi kệ như vậy. Như vậy là ngồi thiền rồi. Tại vì mục đích của ngồi thiền là để buông cái tôi bé nhỏ, để thấy mình hiện ở muôn nơi, chứ không phải ngồi thiền để mình có một cái bản ngã lớn hơn trước khi ngồi thiền, để mình có một niềm hãnh diện, tự hào, kiêu ngạo, cho rằng là mình là người biết tu, còn những người khác không biết tu. Mình tu giỏi hơn những người khác, mình tu tập tinh tấn hơn những người khác. Với thái độ như vậy thì chúng ta thực tập sẽ không bao giờ có kết quả, mà thậm chí là sẽ rơi vào những cái hậu quả đáng tiếc trong quá trình thiền tập. Cái đó gọi là thái độ sai lầm. Chúng ta tu thiền là chúng ta chỉ là trở về thôi, trở về tiếp nhận lại con người trong trẻo, hồn nhiên năm xưa của mình, chứ không phải để trở thành hay là đạt một cái gì cả. Quý vị chắc là có biết kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh 42 chương là một trong những kinh sớm nhất vào Việt Nam chúng ta. Trong đó có những câu rất là chấn động: tu vô tu, tu; hành vô hành, hành; chứng vô chứng, chứng. Nó có nghĩa là tu á, mà không mắc kẹt vào cái hình thức tu, cái phương cách tu, không thấy mình đang tu, ấy mới đích thực là tu. Hành, không thấy mình đang thực hành, không mắc kẹt vào sự thực hành, không tự hào, tự mãn về sự thực hành, ấy mới thật là hành. Chứng, mà không có cái ngã nào để chứng, không có thấy mình là một nhân vật đặc biệt, đã chứng, còn tất cả chúng sanh mê muội kia là chưa chứng, thì ấy mới đích thực gọi là chứng. Quý vị nghe lùng bùng lỗ tai chưa? Nghe thì nó chưa lùng bùng đâu, nhưng mà thực tập nó mới lùng bùng. Tại vì nói như vậy thì bao nhiêu công phu của mình thành công cốc hết rồi. Tu mà không có bám giữ, không có thấy mình đang tu, không có ghi nhận những nỗ lực cố gắng của mình bỏ bao nhiêu công phu vào trong đó mà xem nó là không, thì làm sao chúng ta làm được. Nhưng mà Đức Phật nói nếu mà mình không có làm được như vậy thì mình càng tu mình càng khổ. Tại vì mình càng tu là mình càng phát triển bản ngã của mình. Khi mà mình ngồi chơi á, nó có nghĩa rằng là mình ngồi mà không đặt một cái ngã xuống. Một cái tôi có quyền lực, có địa vị, một cái tôi trí thức chẳng hạn. Quý vị biết là khi mình tu á, mình cũng mang luôn những cái thói quen, tập khí hoặc là những cố tật trong con người của mình đi theo trong quá trình tu tập. Bạn từng là một người có quyền lực thì bạn tu theo kiểu của một người đang có quyền lực. Sức mấy mà quý vị tách ra khỏi một con người có quyền lực để đi vào sự tu tập? Tại vì hằng ngày quý vị đâu có tách được đâu. Hằng ngày quý vị đâu có xài được con người không có quyền lực. Con người dễ thương trong trẻo quý vị đâu có xài được. Cho nên khi quý vị tu tập thì quý vị lấy con người nào quý vị xài? Phải sử dụng con người có quyền lực, có địa vị thôi. Thì quý vị là một người có tính cách dễ cố chấp, rất cố chấp, dễ tự mãn, kiêu ngạo.
thì những cái tính khí đó nó cũng đi theo quý vị vào trong quá trình thiền tập. Quý vị là một con người ít kiên nhẫn, sợ đau, sợ khổ, sợ khó, không có thể đi theo nguyên tắc luật lệ được, thì tính cách đó nó cũng ảnh hưởng rất lớn cho quá trình thiền tập. Mình là một con người dễ xúc cảm, dễ buông thả, dễ thả trôi tâm bồng bềnh theo quá khứ và tương lai, thì tất cả tính cách đó nó cũng theo chúng ta đi vào trong thiền tập. Phải mất thời gian khá lâu, thậm chí là phải mất vài năm trời, chúng ta mới từ giã được cái con người cũ kỹ đó. Chúng ta mới bắt đầu là hình thành một thói quen hành thiền mới, mời được con người trong trẻo bên trong bước ra để hành thiền chung với chúng ta. Lúc đó gọi là chánh niệm. Chánh niệm là quan sát các đối tượng với một thái độ đúng đắn, tức là với một cái tâm trong trẻo, không nhận xét, không đánh giá, không kết luận, không đàn áp, không dán nhãn hiệu. Cái đó gọi là chánh niệm. Còn nếu mình quan sát một đối tượng với cái thói quen thường tình, hay nhận xét, hay đánh giá, hay kết luận, hay đàn áp, hay dán nhãn hiệu của mình, thì cái đó chỉ gọi là niệm thôi, chưa phải là chánh niệm. Chánh niệm là right mindfulness, quan sát một đối tượng với một thái độ đúng đắn. Khi mình thở, mình thở được hơi thở tự nhiên đã là giỏi lắm rồi đó. Có nhiều người mất vài tháng trời mới có thể tiếp xúc được với hơi thở tự nhiên. Có những người thực tập cả năm, nhiều năm mà chưa bao giờ biết được hơi thở tự nhiên là cái gì. Tưởng rằng thở có nghĩa là hít vào, thở ra rồng rột. Và áp đặt hơi thở theo cái cách của mình thì gọi là thở. Cái phương pháp thở đó có thể được sử dụng trong thể dục hoặc là yoga. Còn trong thiền tập là không có thở theo cách đó. Chúng ta để tiến trình hơi thở đi vào đi ra một cách rất là tự nhiên. Và tôi đã nhắc rất là kỹ quý vị trong quá trình ngồi thiền, đừng có nhúng mũi vào, đừng có can thiệp. Cho dù chúng ta có thiền hay là không thiền thì hơi thở nó vẫn cứ đi vào đi ra theo tiến trình tự nhiên của nó, phải không? Mình không thiền thì mình vẫn thở chứ. Còn bây giờ mình thiền cái tự nhiên là mình thay đổi hơi thở là sao? Mình thiền là mình chỉ biết mình đang thở thôi. Còn mình không thiền là mình không biết mình đang thở. Còn nếu thiền giỏi nữa là biết rất là lâu. Mà muốn biết rất lâu nghĩa là tạm không biết về quá khứ, tạm không kết nối với tương lai, có mặt trọn đầy trong giây phút hiện tại, thì cái biết nó sẽ được duy trì liên tục. Tôi biết hơi thở tôi vào như thế nào, tôi biết hơi thở tôi ra như thế nào. Như thế nào là như thế nào? Nó dài hay là nó ngắn? Nó mịn màng hay nó hỗn hển? Nó làm sao cũng được hết. Chúng ta không có bắt nó phải như thế nào. Đừng có ép uổng, đừng có tưởng tượng. Hãy ghi nhận như nó đang là. Đó là chúng ta đã nắm được một cái bí quyết quan trọng của việc hành thiền. Nếu không nắm vững cái bí quyết này đó, thì cho dù chúng ta nỗ lực bao nhiêu chăng nữa thì trở thành công cốc hết, không có đi xa được. Cao lắm là nó giúp cho chúng ta thư giãn, định tâm chút chút thôi. Còn nắm vững được bí quyết là nhìn mỗi đối tượng như nó đang hiện ra, nhận diện đơn thuần, mere recognition. Không nhúng mũi vào, không can thiệp, không dùng cái đã biết rồi áp đặt lên nó, không dùng thành kiến, định kiến để phủ lên nó. Chúng ta hoàn toàn có thể đạt được trình độ đó. Và khi mà mình cảm nhận, trải nghiệm qua cái trình độ đó rồi, thì tâm mình nó bắt đầu đi về hướng giải thoát. Nó mở ra rất là nhiều thứ ở bên trong. Có thể tâm chúng ta đè nặng, thắt chặt là tại vì chúng ta ép uổng. Cuộc đời chúng ta nó sống trong cái thói quen ép uổng nhiều quá, cắn răng chịu đựng. Chứ chúng ta không có luyện tập được cho mình thói quen hãy thả lỏng, để mọi thứ tự nhiên và tỉnh thức về nó, chánh niệm về nó. Vậy thì một người thở giỏi trước tiên là thở được hơi thở tự nhiên trước. Tiếp theo là thở hơi thở tự nhiên đó một cách liên tục 5 phút mà không có để tạp niệm chen vào, không có để những cái cảm xúc chen vào. Rồi giỏi hơn nữa là 10 phút, 15 phút hay là nửa giờ. Nửa giờ ngồi yên như pho tượng,
không nhúc nhích, không cựa quậy nữa. Cái người mới bắt đầu hành thiện quý vị, ngồi lúc nào nó cũng nhúc nhích cựa quậy, ngứa bên trái, ngứa bên phải, rồi có cảm giác như kiến bò hay là sâu nó bắn. Cảm giác như là mình bị một cái quả tạ nó đè trên người của mình, hay là mình ngồi trên đống than hồng. Thì thật ra đó chỉ là những cái hơi hướm còn sót lại của một đời sống có quá nhiều sự trộn rộn, bề bộn và lộn xộn. Nó ảnh hưởng sâu vào trong cơ thể, từng tế bào, từng hơi thở của chúng ta. Quý vị phải chấp nhận trạng thái đó, đừng chống ha, đừng cố gắng ép uổng, cứ để nó tự nhiên. Rồi theo cái công phu nỗ lực liên tục đó, thì sẽ có một ngày quý vị có thể ngồi rất là yên. Thân yên trước rồi tâm nó mới yên sau. Thân mà còn cục cựa, còn lao sao, còn rờ điện thoại, còn nhìn đồng hồ, còn ngó trời ngó đất, ngồi thiền mà mở mắt trao tráo như vậy, nhìn gì đâu có thiền gì đâu, ngồi đó ngồi nhìn chứ đâu phải ngồi thiền. Cố gắng, tới một lúc nào đó mình sẽ gặt hái được một cái trạng thái rất là tuyệt vời, đó là ngồi mà không suy nghĩ, rất là hay. Trước giờ tưởng là con người sống phải suy nghĩ thì mới là con người chứ phải không? Nói như philosopher Descartes, triết gia Descartes có nói là I think, therefore I am. Cái thời của ông nó khác, cách xa thời chúng ta quá. Chúng ta bây giờ là có nhiều cái văn minh tới nó sôi rọi, và đặc biệt là chúng ta thừa hưởng tuệ giác đạo Phật, cho nên chúng ta biết ông nói như vậy là không có đúng. Nhưng mà cái thời đó ông nói như vậy nhiều người phục lắm. Tôi suy nghĩ, và vì tôi suy nghĩ cho nên tôi biết là tôi đang tồn tại, tôi đang có mặt. Nhưng mà nếu quý vị suy nghĩ xem, nghĩ kỹ đi, và đặc biệt là quý vị đã hành thiền rồi, quý vị thấy rõ ràng là khi mình suy nghĩ mình đâu có mặt được. Mình suy nghĩ là mình, cái tâm mình nó chạy về quá khứ hay là tương lai rồi, phải không? Mình chỉ có cái xác chứ đâu có cái hồn đó. Cho nên là I think, therefore I'm not here. Tôi suy nghĩ cho nên là tôi không có, tôi đang không có mặt ở đây. Và chúng ta đang trải qua một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt là ngồi mà không suy nghĩ. Có nhiều người hỏi, ủa ngồi không suy nghĩ thì ngồi làm cái gì? Cái đó là một cái thực thể như thế nào? Đơn giản là một thực thể sống động, nhận biết tất cả mọi thứ đang diễn ra. Biết nó khác với suy nghĩ. Quý vị biết một đóa hoa đang nở, một làn gió đi ngang qua, tiếng chim hót, tiếng chó sủa, hơi thở đi vào, đi ra. Cái đó đâu cần suy nghĩ, phải không? Uống một chén trà đâu cần phải suy nghĩ, nhưng mà có cái biết ở trong đó. Và sự cảm nhận. Tôi cảm nhận tách cà phê, tôi cảm nhận thức ăn ngon, tôi cảm nhận mẹ, cha, những người thân bên cạnh. Tôi biết có một ngày nắng lên, tôi cảm nhận làn hơi thở tôi đi vào, đi ra thật là mịn màng, nhẹ nhàng. Cái đó đâu có cần suy nghĩ đâu. Suy nghĩ là phải dùng kiến thức, kinh nghiệm, tích lũy để mà vận hành đó. Còn không suy nghĩ thì chỉ có biết cái hiện tại thôi. Biết và suy nghĩ là hai cái khác nhau. Thành ra mình phải luôn luôn hỏi là mình đang biết hay là mình đang suy nghĩ. Hoặc là mình đang cảm nhận hay là mình đang suy nghĩ. Thí dụ như là tôi đang biết, tôi đang ngồi trong một cái pháp hội. Biết thì minh niệm đang ngồi trên đó và đại chúng đang bao quanh. Và tôi cảm nhận được cái năng lượng bình an của đại chúng toát ra. Tôi cảm nhận được thân tâm tôi đang rất là nhẹ nhàng, thơ thới. Quý vị phải có mặt ở đây mới cảm nhận được. Còn ở đâu rồi đó, thân ở đây mà hồn đi đâu rồi đó, thì không có cảm nhận được. Thành ra suy nghĩ tuy nó cũng cần thiết, mình lên kế hoạch, dự án, dự phòng, lý luận, phân tích các kiểu thì phải suy nghĩ. Nhưng không phải lúc nào cũng suy nghĩ. Mà thật ra thì chúng ta bớt suy nghĩ đi. Tại vì hầu hết những suy nghĩ của chúng ta là dư thừa, không cần thiết. Lo lắng quá mức thôi chứ không cần phải suy nghĩ đâu. Thay vì suy nghĩ, hãy dành năng lượng để mà thở, trở về với hiện tại, có mặt, nhận biết, cảm nhận. Khi mình đi, mình đâu cần suy nghĩ quý vị. Mình đi từ đây ra bãi đậu xe, mình suy nghĩ làm chi? Đâu giải quyết được cái gì đâu. Thay vào đó là không suy nghĩ, cảm nhận bước chân mình đang đi. Ý thức là mình đang còn một đôi chân
lành lặn và khỏe mạnh. Đi những bước chân rất là chậm rãi, có thưởng thức. Thì khi mình đi mà mình biết mà mình có thưởng thức, mình có cảm nhận, thì tự dưng là mình sẽ tạo sinh ra được năng lượng thư giãn và bình an. Rất là dễ dàng. Còn nếu mình dễ vui, để cho những cái vọng tưởng nó xâm chiếm và mình đồng nhất với nó, đi như là một kẻ mộng du, sleepwalking, đi mà không biết mình đang đi đâu, vừa mới lướt ngang qua ai và đã lạc lối rồi mà không nhìn ra được, thì cái đó gọi là một kẻ đang đi mộng du trong cuộc đời. Và có lẽ như là mỗi ngày chúng ta đều đi trong mộng cả, đi lên cầu thang, đi xuống cầu thang không biết mấy ngàn lần, mấy chục ngàn lần rồi, mà chưa bao giờ biết cầu thang có bao nhiêu nấc, có bao nhiêu người đang có mặt trong căn nhà này, mẹ đang làm gì đó, cái bóng đèn nó tắt, nó đứt, nó không có cháy nữa, có biết không? Cái cây trước nhà nó khô héo rồi, biết không? Người thương mình cũng đang ủ dột, bị trầm cảm rồi, có biết không? Mình còn không biết mình ăn cơm chưa nữa, sao mình biết những gì đang xảy ra cho người khác? Cho nên chúng ta vì sống trong vọng tưởng, suy nghĩ nhiều quá, cho nên cái tính biết nó bị phai mờ. Vậy thì tu thiền chẳng qua là để khôi phục lại tính biết đó, nhận biết mọi thứ nó tinh tường và sáng tỏ, chứ không có xài cái tưởng nữa. Hồi nào giờ là tưởng không à, nhìn mà tưởng không à. Tôi tưởng em còn ổn lắm chứ, người ta đang không ổn mà sao tưởng làm chi? Nhìn thẳng vô đi, cảm nhận trực tiếp đi, thì tự nhiên thấy chính xác à. Tại sao mình nhìn người ta bằng quá khứ làm chi, bằng tương lai làm chi, mà cho cái tưởng nó chen vào, phải không quý vị? Vậy thì khi mình thở á, mà mình có thể thở trong vòng 15-20 phút liên tục, không suy nghĩ, cảm nhận hơi thở, thích từng hơi thở một. Quý vị có thể định trên hơi thở cũng được, niệm trên hơi thở cũng được, miễn làm sao tâm quý vị đang có mặt trong hiện tại. Định có nghĩa là chỉ cần chú ý mà không cần biết hơi thở như thế nào. Cái nhóm đó gọi là nhóm định tâm. Dừng lại, chuyên chú, gọi là nhất tâm điểm, one pointed mind, chú ý vào một điểm, chuyên chú liên tục, để nó đối trị với cái tính lăng xăng, suy nghĩ không ngừng nghỉ như là con khỉ của chúng ta. Còn cái nhóm thứ hai là cái nhóm quan trọng nhất của thiền tập, đó là niệm. Hãy quan sát kỹ từng đường nét, từng chi tiết của hơi thở mà không chen mũi vào, không có nhúng mũi vào. Đứng một bên quan sát để thấy hơi thở vào như thế nào, hơi thở ra như thế nào. Mà như đã nói là như thế nào cũng được, không bắt buộc phải định liền, không bắt buộc phải lắng sâu, phải hết phiền não liền. Quan trọng là biết, đang khôi phục tính biết. Mà biết liên tục gọi là hay biết. Đi cũng biết, ngồi cũng biết, ăn cũng biết, nói cũng biết, làm việc cũng biết, chỉ có ngủ là không biết. Mà nếu mà tu giỏi rồi thì ngủ cũng hơi biết biết, ít có mộng mị, là một dạng của cái biết nó đã tồn tại trong đó. Và nếu thở giỏi nữa quý vị, thì quý vị hãy nghe bài thi kệ này: để bụt thở, để bụt đi, mình khỏi thở, mình khỏi đi, không người thở, không người đi. Chịu nói không? Sao kỳ vậy? Bài này của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Để bụt, tức là Buddha, là Đức Phật, để bụt thở, để bụt đi, mình khỏi thở, mình khỏi đi. Sướng ghê chưa? Chắc là ông già làng Mai thấy mình ngồi thiền mà nhăn nhó quá, quạo quá, ngồi mắc kẹt trong cái kiểu ngồi luôn. Chỉ có ngồi thiền là mới tu thôi, còn không ngồi thiền là không có tu được. Rồi mình ngồi thiền giỏi rồi mình chê người khác ngồi thiền dở. Mình ngồi một ngày 7-8 cử, mình thấy người kia ngồi có 3-4 cử là mình kỳ thị rồi, mình phê phán, mình nhận xét rồi. Cho nên đó là ông già nói thôi đừng có ngồi nữa, tu như vậy là tu trật lất rồi, càng tu càng nguy hiểm. Tu là mắc kẹt trong cái tu rồi, phải không? Cho nên là sư ông nói để bụt thở. Vậy là để ai thở?
để cho Đức Phật thở hả? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thở, không phải. Thì Đức Phật là luôn luôn thở rồi. Còn bây giờ vấn đề là mình nè, bây giờ mình đang tu luyện mà mình sao Đức Phật thở giùm mình được? Chẳng phải là mình đã có biết cái câu là ai tu nấy chứng sao? Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Sao mà mình để cho Đức Phật thở giùm mình được? Không, ý của thiền sư là hãy để cho Đức Phật ở bên trong thở. Đừng lấy một cái ngã ra mà thở. Đức Phật bên trong là sự tự nhiên, để hơi thở tự nhiên. Ủa cái chuyện mà mình trở về với hơi thở tự nhiên, mắc mớ gì mà mình tự hào, mình kiêu ngạo, phải không? Mắc mớ gì mình kênh cái mặt, kênh xì bo. Tự nhiên thở được 15 phút ra nhìn thấy cái mặt thấy ghét. Mà ngồi mấy tiếng là còn thấy ghét hơn nữa đó. Ra thấy mấy người này lộn xộn, không ai biết ngồi thiền gì hết, lăng xăng. Tự nhiên mình thở được mấy tiếng đồng hồ ra thì mình trở nên phiền não hơn. Như vậy là mình để cho chúng sanh trong người mình thở, cho bản ngã thở. Thở như vậy chưa có giỏi. Ban đầu có thể chấp nhận được, nhưng mà tu lâu rồi thì phải đạt tới một cái trình độ là thở mà không kẹt vào cái thở, thì gọi là để buộc thở. Không có một cái ngã đang thở. Rõ ràng là ngay từ đầu tôi nói quý vị rằng là mình có thở gì đâu. Hơi thở này có phải là của mình đâu, của đất trời kia mà. Mình chỉ mượn thôi mà. Và mình đang kết nối không ngừng với đất trời. Tại vì ngừng cái lời mình chết. Không thể không ngưng sự nuôi dưỡng của đất trời. Mà đất trời nuôi dưỡng mình, mà mình có nuôi dưỡng đất trời không? Thật ra khi mà mình thở một hơi thở không có bản ngã, không có sự chiếm hữu, không có phiền não, là mình đã trả về đất trời một hơi thở thanh tịnh. Còn nếu mà mình thở trên một cái bản ngã, trên một cái niềm tự hào cố chấp, thì mình trả về đất trời một hơi thở rất là vẩn đục. Và đất trời không có muốn nhận cái hơi thở đó. Nghĩa là mình sẽ nợ đất trời. Nhiều khi càng tu là càng nợ đất trời, chứ không phải là càng tu càng có phước. Thì làm sao chứng ngộ được? Bộ quý vị tưởng quý vị có thể chứng ngộ một mình quý vị sao? Làm gì có cái chuyện có một cái ngã được chứng ngộ? Không có chuyện đó. Không có chuyện có một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Sakya Muni Buddha giác ngộ bởi chính Ngài được. Không bao giờ có chuyện đó. Nếu Đức Phật Sakya Muni Buddha không có nước, không có thực phẩm, không có mặt trời, không có không khí, Ngài có thể giác ngộ được chăng? Sống còn không được thì lấy gì giác ngộ? Mà nếu không có cây xanh, không có núi rừng, không có sông hồ, không có thực phẩm, không có những người, con người sống xung quanh, không có loài người có mặt trên hành tinh này, không có muôn loài, thì chúng ta có sống được không? Sáng mai thức dậy không còn thấy loài người thì mình có muốn sống nữa không? Hay là mình treo cổ chết luôn cho rồi? Nhìn người thân cũng không thấy, nhìn dòng họ cũng không thấy, nhìn xóm làng không thấy, nhìn quê hương đất nước đâu cũng không thấy, nhìn cả hành tinh này không thấy ai hết, thì mình sống làm gì nữa? Quý vị thử giả đặt ra lý thuyết đó để thấy rằng có gì đâu mà đáng tự hào, có gì đâu mà dám coi thường người khác. Coi thường đi, rồi ở một mình, rồi cô đơn. Cô đơn là quê hương của sự kiêu ngạo và tự hào. Cô đơn cũng là quê hương của trầm cảm. Và cô đơn cũng là quê hương của thiên tài. Cũng có thể nói thiên tài thường hay trầm cảm, thường hay kiêu ngạo, tự hào. Mình tu không phải mình trở về thế giới của sự cô đơn quý vị. Tu mà cô đơn thì buồn lắm. Tôi đã từng ở trên những ngọn núi đôi ba tháng, núi tuyết hoặc là những cái cánh rừng già khô cằn, nhưng mà chưa bao giờ rơi vào tình trạng cô đơn. Tại vì các cây xung quanh mình là những người bạn của mình. Con nai, con nhím, con sóc là những người bạn của mình. Có sự tương tác, có sự mến mộ lẫn nhau, có sự giúp đỡ lẫn nhau rất là lớn trong thời gian đó. Khi mình sợ hãi ngoại cảnh, sợ hãi các đối tượng xung quanh, thì mình thu về thế giới của riêng mình,
mình tranh đấu, mình bảo vệ, mình giữ gìn cái bản ngã của mình. Lúc đó là cái chỉnh thể năm uẩn của mình, thân và tâm của mình vận hành theo một con đường rất là sai lầm. Và nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình chỉ có chuốc lấy khổ đau, khổ đau và khổ đau mà thôi. Tu tập là điều chỉnh cái cơ chế năm uẩn trở lại đúng với cái chỉnh thể tốt đẹp nhất của nó, đó là mở lòng ra đến với muôn người và muôn loài, chấp nhận muôn người muôn loài là dòng sinh mệnh của mình. Đó là sự giác ngộ cao nhất của Đức Phật. Đức Phật nói rằng chúng ta vốn là vô ngã, non-self, không có một cái ngã nào duy nhất cả. Chúng ta luôn được nuôi dưỡng từng hàng triệu, hàng tỷ, vô số tỷ các điều kiện ở bên ngoài. Chưa bao giờ các điều kiện bên ngoài ngừng nuôi dưỡng chúng ta cả. Nhưng mà chúng ta muốn dành riêng cái thân mạng này, cái hiểu biết này, cái tài năng này, những cống hiến này là của riêng ta. Cho nên ta mới tự hào, mới ngã mạn, mới coi thường, mới khi dễ người khác. Và kể cả khi chúng ta tu tập cũng vậy. Nếu mà tu không khéo, tu không giỏi đó, thì chúng ta cũng sẽ sinh tâm ngã mạn, tự hào và kiêu ngạo, để rồi lại xây dựng một bản ngã kiểu khác. Trước đây là một bản ngã ham danh, ham lợi, kẹt vào danh, kẹt vào lợi. Bây giờ bản ngã kẹt vào sự tu tập, cũng như nhau thôi. Và đó là sản phẩm của tâm tham và tâm sân. Mình tu mà tâm tham, tâm sân không có thay đổi, chỉ có đối tượng của tham và sân được thay đổi thôi. Ngày xưa là ham tiền, ham bạc, ham quyền lực, ham sắc dục. Bây giờ tu thì ham giác ngộ, ham thiền định, ham lên tịch tỉnh. Thật ra chúng ta cũng cần những điều kiện đó, nhưng mà đừng có phát triển tâm tham, đừng được gây áp lực, đừng có muốn mỗi ngày, đừng có muốn trong mỗi giây phút, đừng có căng thẳng. Ngồi yên trong thảnh thơi, tiếp xúc với mây trời, buông cái tôi bé nhỏ. Ngồi thiền, ngồi chơi mà buông được cái tôi bé nhỏ thì còn hay hơn ngồi thiền rất là nhiều lần. Ngồi thiền mà cũng buông được cái tôi bé nhỏ thì đó đúng là ngồi thiền. Mà ngồi chơi mà buông cái tôi bé nhỏ thì đó đúng là ngồi thiền luôn. Ngồi thiền là ngồi như vậy đó. Dĩ nhiên muốn đạt được cái trình độ đó thì trước hết mình phải tập những bài thực tập dễ hơn. Thường trực trở về với chính mình trước đã, qua cách là định ở trên thân, định trên hơi thở, qua cách là quan sát từng động thái cử chỉ, quan sát từng đường nét chi tiết của hơi thở, rồi quan sát cảm thọ, rồi quan sát bản ngã nó vận hành, qua tham sân và si, thì mình mới có thể đạt tới trình độ là buông cái tôi bé nhỏ. Chứ không phải là mình ra lệnh buông đi thì tự nhiên nó buông, tha cho hắn đi nhé thì tự nhiên nó tha, đâu có dễ dàng như vậy. Tôi có kể một lần quý vị nghe câu chuyện ở trung tâm Bhavana Society ở West Virginia đó, khi các vị thiền sư từ Miến Điện, từ Tích Lan qua đó dạy thiền cho các thiền sinh người Mỹ. Thì có cái khóa thiền diễn ra 10 ngày, mà mỗi lần ngồi thiền như vậy là ngồi từ 7 đến 8 tiếng trong ngày, 7-8 lần. Nếu mà một ngày mà mình trải qua như vậy là mình thấy mình bách lắm đó quý vị. Chưa bao giờ nghĩ là mình có thể ngồi thiền một lần nhiều như vậy. Ở đây mình cũng có những cái khóa thiền 10 ngày, ngồi hành thiền một ngày 10 tiếng phải không? Và đi 10 ngày như vậy thì về cái bản ngã cũng bự bự ha. Thấy mình là mà bắt đầu là dự vào dòng thánh rồi đó. Này, tất cả mi là chúng sanh ngu muội hết á, chỉ có ta là ngon lành thôi. Thì có anh chàng thiền sinh người Mỹ đó, ảnh để ý thì thấy thiền sư á ít có ngồi thiền lắm. Mỗi lần ra ngồi thiền thì ảnh nhìn vào cái gối không có thấy thiền sư tới đó ngồi. Thì cơ bản là thiền sư ngồi thiền ngày là 2 hoặc là 3 lần thôi trong cái khóa tu chuyên sâu như vậy. Thì tới cuối khóa đó, tới giờ vấn đáp á, thì ảnh mới mạnh dạn, người Mỹ mà họ gan lắm, hỏi thiền sư chứ sao mà ngài bắt chúng tôi ngồi một ngày 7-8 lần trong khi ngài ngồi một ngày có 2-3 lần, có hôm tôi thấy ngồi có 1 lần nữa. Thì thiền sư mới quay sang, thiền sư nói
Tôi đâu có khùng như các bạn đâu mà ngồi chi cho nó nhiều. Nói theo cái giọng dân giả miền Nam là tao đâu có khùng như tụi bay đâu mà ngồi chi cho nhiều. Thì anh ta nổi giận. Anh nổi giận mà anh cũng đang suy nghĩ là đó có thể là một thông điệp gì đó. Anh rất là giận, anh run người vậy đó. Nhưng anh không có trả lời nữa. Nhưng mà anh vẫn chưa thỏa mãn. Rồi anh mới ở lại với thiền viện thêm mấy ngày nữa để tìm ra câu trả lời. Thì anh bắt đầu quan sát, thấy thiền sư làm cái gì cũng rất là chính xác, rất chậm rãi nhưng mà rất là chính xác. Và thấy thiền sư lớn tuổi như vậy mà đi ra chùi nhà vệ sinh, chùi nhà cầu, rồi cũng đi quét dọn, thậm chí là gom mấy cái y cũ của các vị tới tu tập đó còn bỏ đó, thiền sư đi giặt và đi vá lại. Cái cảnh mà thiền sư ngồi vá y đó, anh chụp được cái khoảnh khắc đó, anh xúc động tên lại thiền sư. Anh nói thôi ngài không cần phải ngồi thiền nữa, con biết tại sao ngài không cần phải ngồi thiền rồi. Ngồi thiền để đạt cái đó đó, chứ không phải ngồi thiền để lên trên đó. Nói như cụ Nguyễn Du là không tu mà cũng như tu mới lạ. Hay ghê không? Nghe rất là giản dị nhưng mà rất là thấm. Tức là bạn tu làm sao mà người ta nhìn bạn không thấy bạn tu quá. Bạn không có kể gì cái khóa thiền 10 ngày của bạn nó oanh oanh liệt liệt như thế nào. Bạn không có nói bạn chứng cái tầng này tầng kia. Bạn không có nói bạn thấy cái này cái nọ. Bạn không có thể hiện sự khác biệt bạn với mọi người. Rất là bình thường, rất là dung dị. Nhưng mà hành xử mọi thứ rất là phi thường, giải quyết mọi vấn đề rất là đặc biệt, người khác không làm nổi. Cái sự bao dung, cái sự độ lượng là không thể ai bì kịp. Và nhìn mọi thứ vượt tầm, nhìn trước 10 năm, 20 năm, 50 năm, chứ không phải là cái nhìn giới hạn. Nhìn vào một người mà người ta thấy rõ bản chất của người đó, cho nên mới cho người đó nhiều cơ hội để thay đổi, chứ không mắc kẹt trên thế giới của hiện tượng, căn cứ trên lời nói, hành động hay là suy nghĩ lỗi lầm. Tu để có được cái con mắt tuệ đó, chứ không phải tu để đạt cảnh giới này nọ, để trở nên khác biệt với mọi người. Cho nên nếu mà mình không có các bậc thầy đi trước khai thị cho mình những điều đó, có thể mình sẽ lầm lạc trên cái con đường tu tập. Cho nên thiền sư Lặng Mai mới nói, để Bụt thở, để Bụt đi, mình khỏi thở, mình khỏi đi. Cứ đi, cứ thở, nhưng mà lấy cái con người thuần khiết bên trong ra để mà tu tập. Đừng có lấy bản ngã ra tu tập. Bụt đang thở đó, Bụt đang đi, không người thở, không người đi. Hay ghê chưa? Tôi không biết là các thầy, các sư cô lớn của Làng Mai có lãnh hội được ý của sư ông hay không. Tại vì nếu mà mình lãnh hội được cái ý đó đó, thì mình không bao giờ tin rằng Làng Mai có một cái ngã riêng biệt. Đạo Phật cũng không có một cái ngã riêng biệt. Đức Phật đã từng phải học rất là nhiều bậc thầy phía trước, hấp thụ nhiều nền văn hóa, phải hấp thụ đất trời, thiên nhiên, được nuôi dưỡng bởi rất nhiều điều kiện mới ra một đấng giác ngộ như vậy. Thì làm sao Đạo Phật có một cái ngã riêng của Đạo Phật để coi thường những cái tôn giáo khác, để tự hào về cái tôn giáo của mình. Nếu mình là học trò Đức Phật mà mình có thái độ đó thì chắc Đức Phật rất là buồn. Đức Phật nói các vị đã làm ăn thất bại rồi, không phải là học trò của tôi. Tại vì tôi không bao giờ cho mình có một cái đạo riêng biệt, có một cái tôn giáo riêng biệt cả. Sự tu tập của tôi là trở về với cội nguồn, trở về với bản thể thanh tịnh của mình. Chứ có gì đâu mà tự hào, có gì đâu mà ngã mạn. Vậy thì nói một cách khác là mình có thể biết cái người đó tu tập có phẩm chất hay không, đi đúng đường hay không, dựa trên cái bản ngã của họ. Nếu họ tự hào, họ kiêu ngạo, họ ngã mạn, họ coi thường người khác, họ lấn lướt người khác, họ khinh miệt người khác, họ thiếu sự thân thiện gần gũi, thiếu hy sinh, thiếu cống hiến, thiếu sẻ chia, thì có thể họ tu trật đường rồi. Bụt đang thở, mình ngồi đó, nhưng không phải là một cái ngã đang thở, mà một cái tổng thể vô ngã đang thở. Bụt đang đi, không phải là mình đang hành thiền đâu, không phải mình đang đi thiền hành đâu, mà một cái năm uẩn trống rỗng nó đang hành thiền đó. Không người thở, không người đi,
Tôi nhớ Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, người của Tịnh Độ Tông, nhưng mà có một cái câu rất là đặc biệt. Cái thời tôi còn là một sư chú ở Phật học viện Huệ Nghiêm ở Sài Gòn, tôi mở cuốn sách của Hòa Thượng ra, trong đó có ghi cái câu ở dưới cái bức chân dung của Ngài, đó là đứng đó không người đứng, cầm gậy ấy là ai? Ngài đang cầm cây gậy mà Ngài nói là không có người nào đứng đó hết. Đứng đó không người đứng, vậy thì cầm gậy ấy là ai? Và tôi rất là thích cái ý đó, cho nên tôi có một bài pháp thoại là ai là kẻ hành thiền? Ta đang hành thiền chăng? Cũng được. Ban đầu tu tập thì nên nghĩ như vậy, nhưng mà tu một hồi thì phải thấy khác. Không phải ta đang thở, không phải thì hơi thở này là của ta, mà là ta đang hòa điệu cùng đất trời, ta đang vay mượn hơi thở của đất trời. Tu như vậy mới giỏi, thở như vậy mới giỏi. Và ta đang không có tu, ta đang trở về với bản lai thanh tịnh của mình. Cho nên Đức Phật rất là thích xài cái từ Như Lai. Cái từ Thế Tôn là cái từ chúng ta tạo ra để tôn vinh Ngài, nhưng mà Ngài chưa chắc là Ngài thích cái từ đó. Thế Tôn là bậc quý giá nhất trên đời. Ai mà một người giác ngộ như Đức Phật mà tự xưng mình là cái bậc quý giá nhất trên đời đâu. Đức Phật nói Như Lai. Như Lai có nghĩa là gì? No coming, no going. Không từ đâu tới hết, không đi về đâu hết. Vô sở tùng lai, không từ đâu tới. Diệt vô sở khứ, không đi về đâu, ấy là Như Lai. Chứ mình còn nói Đức Phật từ chỗ này chỗ kia tới, rồi Đức Phật đi chỗ này chỗ nọ, thì người đó gọi là hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Dĩ sắc tướng cầu ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, nhược nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Đức Phật quở chúng ta là nếu căn cứ vào hình hài về những đóng góp của Đức Phật mà cho rằng đó là Đức Phật, một bậc tôn quý nhất trên đời, thì quý vị chẳng có hiểu gì về Đức, về chính ta cả. Ta chỉ là một sự trở về thôi, tại sao quý vị kéo ta trở lại, bắt ta trở thành một bậc quan trọng nhất, vĩ đại nhất trên đời? Ta chỉ hòa nhập vào bản thể thanh tịnh của đất trời thôi mà. Và nếu chúng ta không có nắm được cái ý chỉ đó, bất thức huyền chỉ đồ lao niệm tịnh, đó là câu cảnh cáo của thiền sư Tăng Sáng, vị thiền sư thứ ba. Đó là nếu mà không nắm được cái chỗ đó đó, cái huyền chỉ là cái bí quyết của tu tập, thì mình định bao nhiêu, niệm bao nhiêu đều là công cốc hết, không đạt được gì cả. Bây giờ mời quý vị nghe bài hát Thở, từ bài kệ Thở của thiền sư Lặng Mai. Để buộc thở, để buộc đi, mình khỏi thở, mình khỏi đi, không người thở, không người đi. Cảm ơn thiền vị. Đây là thiền vị đó quý vị. Thiền vị hát rất nhiều trong những cái bài hát thiền ca sau những cái bài pháp thoại của thầy lúc thầy giảng ở Mỹ. Nhưng mà đây thật ra không phải là thiền vị, là một hợp thể có tên là thiền vị thôi. Một vô ngã có cái tên, một hợp thể vô ngã có cái tên là thiền vị. Khi mình nhắc nhau như vậy, mặc dù nó chỉ trên ý thức thôi, nhưng mà nó định hướng cho chúng ta đi đúng đường trong sự tu tập. Và lúc mà chúng tôi gây ra những cái đoàn thể tu tập, nhất là ở Mỹ, thì chúng tôi hay nhắc các vị thiền sinh là thí dụ như là có người cắm một bình hoa, hoa sen rất là đẹp. Thí dụ vậy, mình nói ai cắm bình hoa này đây? Thì người kia nói dạ con cắm hả thầy? Trả lời với tất cả niềm tự hào và hãnh diện. Và nếu lúc đó mình nói cắm gì mà xấu vậy, chắc là sụp đổ cả một bầu trời. Và nếu mình nói là đẹp quá, thì người đó sẽ bay lên trời. Dễ sợ không quý vị? Chỉ có một bình hoa thôi mà cũng ké cái bản ngã vô nữa. Trong khi cái tâm mình, cái khởi điểm từ đầu là mình để dâng cái bình hoa lên cho Bụt, cho thầy, cho đại chúng thôi, mình không có cái sự vẩn đục ở trong đó. Nhưng mà cái bẫy nó vẫn còn, cái sự chờ đợi nó vẫn còn, hy vọng và chờ đợi một thức ăn của bản ngã. Thì câu hỏi đặt ra là thức ăn như vậy có vấn đề gì không? Nếu mà bạn muốn đi về cái hướng tự do, thảnh thơi, an nhàn,
hạnh phúc đích thực thì tránh nó đi. Còn nếu bạn muốn trở thành một người bình thường, có khổ, có vui và chấp nhận bị nhấn chìm trong phiền não, tới một lúc nào đó mình không còn làm chủ được thân tâm mình nữa, chìm vào các chứng bệnh tâm lý của thời đại chẳng hạn, thì cứ thả rong cái tâm của mình, thích thì cứ thích hết lòng, và chê thì cứ chê thoải mái, chìm vào khen với chê. Thành ra là nếu mà quý vị thực tập giỏi thì câu trả lời là: thưa thầy, cái bình hoa này do đại chúng cấm. Ủa sao mà, ủa cả tập thể mấy trăm con người để cấm cái bình hoa này à? Thì thật ra nếu không có đại chúng thì chúng ta đâu có cấm hoa làm gì. Nhờ có đại chúng đến, có người thưởng thức, có người ngồi đây, có chương trình tu tập, nó có lý do đó cho nên mình mới lặn lội đi tìm hoa về cấm. Thì như vậy chẳng phải là nhờ có đại chúng thì mới có bình hoa sao? Mình chỉ đóng góp thêm một phần nữa để bình hoa nó biểu hiện ra thôi. Tại sao mình dành hết cái công đó về phía mình? Nếu mình nhìn sâu vào như vậy thì mình đang vận hành đúng với nguyên tắc của đất trời, Universal Principle. Nhưng mà nhiều khi mình trả lời một cách lý thuyết thôi. Nhiều khi mình trả lời là bình hoa này của đại chúng chứ của ai thầy? Thì mình nói như vậy nhưng mà trong lòng mình không hề nghĩ như vậy. Thì không sao, cái ngã nó còn thì cứ ghi nhận là cái ngã đó còn. Đó là sự đặc biệt của thiền nguyên thủy của Đạo Phật Vipassana. Đừng có tạo ra một cái vô ngã ảo tưởng. Đừng có gán ghép mình là vô ngã. Hãy ghi nhận trung thực là mình vẫn đang còn một cái ngã. Cái ngã nó đang mập, nó đang ốm. Nó đang lớn hay nó đang nhỏ? Nó đang phát triển mỗi ngày hay là nó đang được suy giảm mỗi ngày? Cứ ghi nhận trung thực tiến trình đó và mỗi ngày đi về hướng đó, nhắc nhở mình nhiều hơn về sự bám víu, về sự thỏa mãn, về sự tự hào. Và thông qua bài thực tập thở, mình cũng có thể chạm được cái chất liệu của vô ngã. Lúc nào đó mình đi chỉ là đi thôi, không có một cái ngã đang đi. Thở chỉ là thở thôi, không cần bỏ cái ngã vào để thở. Cái ngã mình có thể bỏ vào để mình làm kinh doanh thôi, phải không? Thì mình xài đỡ. Hoặc là cái ngã mình bỏ vào để mình có vị trí, có danh gì với núi sông thôi. Nhưng mà có những lúc mình đừng có xài. Cho phép cái con người thanh tịnh nó bước ra để nó cân bằng con người mình lại. Để mình hiểu rằng ngoài cái bản ngã đó ra, nó còn một cái thứ khác khủng khiếp mà đất trời ban tặng cho mỗi một con người, đó là vô ngã. Mỗi ngày mình có thể qua bờ bên kia, paramita, đáo bỉ ngạn, gate gate paragate parasam gate bodhisattva, yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha. Qua bờ bên kia đi, muốn qua không? Hành trình là vô ngã đó. Cái muốn qua bờ vô ngã không, hay là muốn đứng bên bờ bên này của tự ngã, tiếp tục tham sân và si. Hãy còn tự ngã là còn tham sân và si. Còn nhảy qua bờ bên kia bằng con thuyền nào đó, con thuyền Vipassana chẳng hạn, để đạt tới bờ vô ngã. Mà vô ngã là Niết Bàn. Reaching out the oceans,
aside. We don't understand it. We make a star. Vậy thì Niết Bàn đâu phải là vấn đề quá xa xôi, quá khó khăn phải không quý vị? Mình có thể chạm nó bất cứ lúc nào. Chỉ cần tắt cái chức năng của tự ngã, mở chức năng của vô ngã. Mà muốn tắt, muốn mở thì làm bằng cách nào? Vipassana dạy chúng ta là hãy nhìn vào tâm, quán tâm. Trong bốn lĩnh vực quan niệm thì quán tâm là quan trọng nhất. Tại vì quán tâm là hang ổ của bản ngã. Nhìn sâu vào hang ổ của bản ngã, ego, thấy nó lồng lộn, nó cuồn cuộn, nó đòi thức ăn, bỏ đói nó đi, bỏ đói thức ăn danh, thức ăn lợi, thức ăn sắc dục. Thì hồi đầu chúng ta cho nó thức ăn gì? Thức ăn của nhẹ nhàng, thảnh thơi, bình an. Cái đó cũng là thức ăn của bản ngã chứ. Cho nên cái cấp độ thứ nhất của hạnh phúc đó là contentment, sự khoái cảm, khoái lạc. Nhưng mà mình trân quý nó, thưởng thức được nó. Sự hài lòng, contentment là sự hài lòng. Hài lòng nó có sự khoái cảm của các giác quan. Đó là cấp độ thứ nhất. Còn hơn có những người đang trải qua những cái điều kiện hạnh phúc mà họ không có nắm bắt được. Họ không thưởng thức được. Tâm họ dông rủi tìm cầu thì họ không có hạnh phúc được. Muốn có hạnh phúc thì phải dừng lại và thưởng thức. Đó là cấp độ thứ nhất. Cấp độ thứ hai là không đi tìm những trạng thái đó nữa. Dừng lại, không mong cầu, tâm bình an. His là cấp độ thứ hai. Nhưng mà bình an của một cái ngã, bình an của tôi lấy bình an của tôi cho bình an người khác. Chứ có nói bình an này của đại chúng không? Có nói sự bình an này là của đất trời không? Đâu có đâu, nó đâu có ngồi thiền đâu mà nó có bình an. Mình ngồi thiền muốn chết mình mới có bình an mà. Bình an này của một cái ngã thì cũng không sao, nhưng mà nó đã đi sâu vô rồi đó. Còn muốn đi sâu vô hơn nữa, cấp độ thứ ba, thì theo Rich Hanson, nhà thần kinh học của Mỹ, nói rằng cấp độ thứ ba là sharing hay là caring, hiến tặng cho người khác. Trong khi trong tự giác đạo Phật, cấp độ sau cùng là vô ngã. Vậy thì giữa vô ngã và sự hiến tặng có gì liên kết với nhau? Mời quý vị nghe bài pháp thoại kế tiếp. Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây. Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Thiền Tâm lý Trị liệu Miền Tỉnh Thức thực hiện. Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích, thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Kênh podcast Phúc Tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý, cũng như những người thực sự ổn, để cùng xây dựng một xã hội bình yên, hạnh phúc hơn. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngoài ra, do giải thuật của YouTube ưu tiên những video có nhiều like, nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối an lành.